Đọc đi. Chữ nhỏ quá không có thấy đường. Nhánh sao nữa. Đọc lên cho chú nghe. Em xin lỗi anh và con, em không biết trước em xa con và anh như vậy đâu anh, rằng lậu cho hai con nhen. Anh em nói rồi, em đi không biết trước, không lấy gì trong nhà và sao anh nói em lấy tiền vàng đi chứ? Tao có nói đâu. Này phụ nữ nói kiểu có còi đó. Chưa có đăng gì hết. Chưa đăng hết là chưa có đăng gì hết. Cầm ngày hôm qua nó nhỏ cháu nó đăng điên vậy cho Út nó đừng trả lời về biết không? Bà nhắn sao? Để cho con đọc kìa. Bà nhắn gì? Anh yên tâm, em không lấy tiền ngân hàng đâu. Trước khi em chết em về quỹ quyền lại cho anh và con. Vậy thôi. Không chắc. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em ở Bình Dương tiếp tục tiếp nhận được thông tin phải nói là rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Thì đến giờ phút này anh em hôm nay là một ngày buổi sáng sinh nhật, anh em tiếp tục tiếp nhận được một thông tin đại một gia đình hiện nay thì cũng rất nhiều người về đây để nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ, câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Rồi, xin chào anh trai cầm tấm hình. Rồi, anh cho biết là anh họ tên là gì? Huỳnh Thanh Thanh. Anh Huỳnh Thanh Thanh à? Ừ. Anh Thanh nhiêu tuổi rồi? 46. 46 à? Anh nguyên quán ở đâu? Nguyên quán Lộc Thuận, Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Long An à? Ừ. Rồi hôm nay anh đi cùng với ai đấy? Với con với anh vợ. Người ở giữa là con trai hả? Ừ. Bên kia là anh vợ? Dạ. Để cùng tất cả là hiện nay là đều sống gần nhà mình nhá, bên Long An. Không thấy anh vợ, anh Tịnh trong bàn. À, trong bàn Tiên Linh hả? Ừ. À, còn hai cha con ở bên Long An. Rồi hôm nay anh về đây cùng với con trai và cùng với anh vợ. Về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ. Tìm vợ. Anh cho biết là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Ừ. Anh thì Thanh Thanh. Tên giấy là Nguyễn Ngọc Thanh. Còn Thanh tên à? Thường gọi là Thanh Bé. Bé. À, bé. Tên thường gọi. Nhưng mà tên thật là tên Thanh. 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 Thanh chứ thờ. Thanh. 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 Ngọc Thanh. Ngọc Thanh đúng không? Chứ Thanh. Tuổi Thân đúng không? Ngọc Thanh. Thân nhưng mà Thanh. Vợ anh sinh năm mấy? 82. 82. Năm 42, anh 46. Vợ anh nguyên quán là ở bên Tây Linh hả? Quê quán vợ Tây Ninh, còn quê quán Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Hai vợ chồng anh là được mấy người con rồi? Hai đứa. Đây là con trai và còn dưới gái. Là trai gái? Gái nhà. Đúng. Hiện nay mình đang làm công việc gì vậy anh? Vợ thì làm công nhân, em đi làm người hầu. Vợ thì làm công ty, anh làm ngoài ha? Ừ. Kinh tế gia đình mình ổn không anh? Ổn. Vợ anh làm công ty là làm công ty gần nhà hay sao? Công ty gần nhà. Gần thôi hả? Ừ. Đó ra đó 15 phút. Mình có nhà riêng không? Có. Có nhà hả? Nhà riêng giờ còn chung... hai gia đình, có hai vợ chồng, hai đứa con. Có là căn nhà đấy hiện nay là có hai vợ chồng và hai người con ở. Ừ. Anh đi làm hồ là làm quanh quanh ở Long An hay đâu? Vòng vòng sớm đó. Vậy đi làm gần ha? Ừ. Sáng đi tối về hả hay sao? Sáng đi rồi chiều về, trưa rồi về, trưa về ăn cơm mới đi tiếp. Vậy là trưa là về lúc là ăn cơm là cơm mình nấu hay là cơm nhà mình á, bên gần cũng gần nhà. À. Anh cho biết là vợ anh này sau này đang làm công ty mà bỏ đi đâu hay là mất tích? Đang làm công ty nói với em là lên nhà bà chị hai đóng tiền hụi rồi anh về. Chị qua bên Gia Lâm. Đóng tiền hụi ở đâu anh? Bên Gia Lâm, Gia Lộc á. Là đâu? Gia Lâm, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh. Gia Lâm, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh luôn. Ồ, sao mình không chuyển khoản mà phải đi xa vậy? Tại qua đưa tiền cho bà chị đang đóng hội, đóng hội, đóng hội cho mình chuyển khoản, thế mà mình đi xa phải đi từ Long An qua bên Tây Linh nhà rất xa, xa gần gần cũng là mười dắt ranh cũng mười mấy cây, dắt nhau luôn hả? Dắt ranh nhau mười mấy cây. Vậy là trước đây mỗi lần đóng hội như vậy là vợ anh phải đi tới tận nơi hay là chuyển khoản? Đóng có tiền lương thì có tiền chuyển khoản. Mình đóng một tháng nhiều không anh? Tháng có 1 triệu mấy à? Chỗ mới xong gửi ai đó đóng, mình chuyển khoản cho người ta mình đỡ phải đi. Đóng cho bà chị ruột mà chị vợ đó. Ừ. Sẵn qua chiều con trai luôn lát về. Đây là anh vợ. Ừ. Còn đóng là chị vợ. Ừ. Là có cái người phụ nữ đó là cũng là anh em, chị hai, là chị em chị lớn, chị cả. Chị cả. Ừ. Vậy là tháng nào vợ anh cũng qua đó không chị hả? Ừ, tháng nào cũng qua đó. Chồng... Vợ anh em đi làm là sáng đi tối về hay sao? Sáng đi tối về. Vợ anh đi bằng phương tiện gì? Đi xe. Alo. Xe là Honda hả? Ừ. Xe biển số mấy anh? Hồi nãy có bằng xe Vario màu đỏ 62B2-29622. Vario màu đỏ 62B2-29622. 29622 màu đỏ. Vợ anh từ trước bao giờ đi xa nhà bao giờ chưa? Chưa. Bao giờ bỏ nhà đi chưa?
Chỉ là về nhà anh em chơi trong vòng tuần là về. Nhưng mà lúc về chơi như vậy là có thông báo với anh không? Vậy. Nhưng trước đây mỗi một lần về chơi thăm gia đình á, thăm gia đình bên ngoại á, là có thông báo với gia đình, thông báo với anh không? Có. Có vậy. Báo mình có đồng ý không? Hay là vợ tự đi? Tự đi, đi bữa hai cái... Nhưng mà tự đi hay là trước khi đi là vợ có hỏi không? Đó là cãi lộn đi trên tầng lễ qua trước về. Ừ. Ý em đang hỏi như vậy. Đồng ý là đi là sang bên gia đình bên vợ. Nhưng mà trước khi đi là gia đình mình là có là mình cũng biết. Và gây lộn xong rồi đi đúng không? Đi chung thì lúc trước có gây lộn rồi về nhà của em ở tuần lễ. Em này cũng có qua cũng có rước về. Mình có đánh vợ bao giờ không? Không. Còn 22 chắc chắn không? Chắc chắn. Bà không phải đánh vợ. 22 tuổi chưa có làm nhà. Mình nhưng mà mình không đánh nhưng mình có hay cằn nhằn không? Hay nói chuyện cằn nhằn. Nói chuyện là hay cằn nhằn. Phụ nữ nhiều khi người ta nói chuyện cằn nhằn người ta không thích. Nhiều khi mà mình càng nói tới nói lui hoài người ta đâm ra sinh ra ức chế. Ở tâm lý mỗi người một cái khác nhau. Có người thì thích nói nhiều. Có người đặc biệt là rất ít nói, người ta trầm tĩnh. Anh có nhậu nhẹt gì không? Có, nhậu về lại ngủ. Mình có bao giờ rượu say rồi mình quậy không? Không. Tự dưng anh về kiếm cớ chửi vợ bao giờ không? Không luôn. Mình có nói thật, ở đây là con trai với anh vợ đúng không? Không, 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 không khi nào chửi. Bởi vì đăng này là chắc chắn là vợ anh biết. Anh ngồi đây nghe đúng không? Ngồi đây nghe lấy vừa rồi cũng có một anh trai về đây là ngày hôm cách đây mấy ngày ấy. Về tìm vợ nó không đánh bao giờ hết. Đó. Nhưng mà thực sự là cái câu chuyện này khác. Vợ mới gọi xong, vợ bỏ trốn luôn. Là vì đánh nhiều lần. Đấy. Thế nên là nhiều khi là mình đừng tưởng là nói chuyện như này mà mọi người không biết. Có thể gia đình anh giấu được nhưng mà hàng xóm người ta không có. Có làm sao nói vậy chứ giấu giếm gì, đánh đánh chứ. Mình mong muốn là vợ về thì mình phải nói thật. Dù lỗi lầm gì đó thì hai vợ chồng về tự giải quyết, thỏa thuận để nói chuyện. Đúng không? Chứ mình lỡ làm gì đó sai rồi mà mình cố tình giấu giếm thì mọi chuyện nó là phức tạp. Phải không ạ? Ở đây này tùy anh thôi nhá. Vậy là vợ anh đi đến giờ phút là bao nhiêu ngày rồi? 4 ngày. Mới 14 ngày. 4 ngày. 14 tay phải không? 4 ngày. Là 4 ngày. 4 ngày. Đi bữa chiều 10 tay. Vợ anh đi là hiện nay đến từ đó đến giờ phút này. Anh có gọi điện được không? Gọi mà không bắt máy, có nhắn tin mà không biết ở đâu. Vợ anh có trả lời không? Nhắn tin cho con mà nhắn tin lại không có trả lời, không có ở đâu hết rồi. Điện gia đình hỏi lại thì nói là không biết ở đâu. Hay là có trả lời không? Không nói ở đâu. Không nói ở đâu. Mà điện thoại thì chuông reo mà không bữa, bắt máy. Bữa thì con điện gặp mẹ, mẹ nói sao thì nói cho chú nghe. Thì điện gặp mẹ, mẹ nói là không có nói ở đâu hết á. Nói mẹ đi làm xa rồi. Mà mẹ nói hỏi sao mẹ đi. Mẹ nói là mẹ cũng không biết mẹ đi nữa. Mẹ nói vậy đó. Ừ. Cái này trong câu chuyện này là anh em thấy sai sai. Phải vậy, đến giờ nói em ở đâu cho người ta đừng có lo. Vợ nhà sinh năm mấy? Sinh năm 82. 82 năm nay 42 tuổi. Nói chung mà anh em rồi cũng băn khoăn, giờ cũng gặp em rồi cũng từ hồi nào giờ nó đâu có bỏ nhà ra đi xa vậy. Nay từ cái bữa là cái bữa bữa đầu chịu là đăng hội cho bà chị hai. Nó con chị hai bên nó có một cuộc điện thoại điện nó có một cuộc cái nói là người ta đi về người ta chuyển tiền bị bữa đó chưa có rút lương được mượn bà kia 1 triệu. Rồi cái từ hôm đó cái thằng em này nó điện là 10 giờ nó điện hỏi cô vợ có về bển không, nó không. Thường ngày là về bển là đóng tiền điện thoại cho thằng con này với đóng tiền điện là về là 8 giờ mấy là mình vô đợi thì mới xanh á, là thường gần nhà là về 8 giờ mấy là bữa đó về sớm là qua đó đóng tiền đợi. Anh cầm máy hình cho thằng nói à? Về lát nha. Một lần là đi đâu là nó về sớm lắm. Nó tranh thủ về sớm đường thì nó sợ bị cướp nữa. Nó sợ nó đi đâu nó cũng tranh thủ nó về sớm không có chịu tao. Vợ anh ấy mà tối hai vợ chồng là về là gặp nhau mà ăn cơm ấy, là thường khoảng mấy giờ? Đi về 8 giờ là ở nhà ăn cơm trước không? Gọi là mỗi người ăn, gọi là người ăn trước người ăn sau. Chứ gia đình anh là không có phải ăn chung, chờ chung đúng không? Là từ xưa giờ hả? Từ xưa giờ vậy. Gọi là mạnh ai người ăn. Nói vậy để cho dễ hiểu hả? Bị ai nói nên ăn. Mình là tối ngủ chung hay là ngủ với con hay là sao? Ngủ chung không? Giờ ngủ chung. Chiều mình lao động. Tối là ngủ chung này đêm ấy, là anh ngủ trước hay vợ ngủ trước? Vợ nó lên nó bắt coi ba cái quần áo đồ á với coi tập thể dục xem mà bán hàng online hả?
đi coi tập thể dục đâu, tập thể dục đâu. Anh có bao giờ bắt gặp hoặc vô tình thấy tin nhắn hoặc là thấy vợ anh gọi điện cho ai không? Không. Là mình không để ý hay là mình không biết? Mình không có coi tới cái điện thoại của vợ. Nói chung là mình không quan tâm. Mình hơi tin tưởng, mình không có coi tới. Đáng lẽ điện thoại vợ mình kiểm tra làm chi? Mình tin tưởng kiểm tra vậy chi? Nhiều khi vợ mình nó này nó nọ đâu. Vợ anh có bao giờ than phiền là cuộc sống khó khăn hay là vì công việc không? Cuộc sống giờ thoải mái có gì. Nhưng mà vợ anh có than bao giờ? Anh có bao giờ từ hôm vợ đi giờ phút này anh có nghe những người hàng xóm ấy, mà có thể là vợ anh lâu lâu ghé chơi ấy, người ta có chia sẻ gì không? Nói chung thì vợ của nhỏ em á, nói chung có một con này, nói chung nó cũng hơi chơi bời, nói chung thì nó cũng này chơi rồi thế xe rồi này nọ cũng nhiều lần rồi. Gọi là cầm xe đúng không? Rồi cầm xe. Nhưng mà mẹ buồn. Mẹ nói chung nó cũng buồn, nó cũng nói hoài, nó cũng rầu, nó cũng nói hoài. Thì có nhỏ gái, mà nói chung có nhỏ gái nó cũng vô tư, nó cũng không lo cho mẹ. Không có ngàn của mẹ, mẹ nó có cái gì kêu nó không rảnh, thằng này nó buồn, cũng nhiều khi nó cũng buồn. Nó cũng buồn gia đình. Nói chung là cái gì nó phải có lý do hết. Cũng quan trọng là mình có phải tìm cái được lý do chứ không phải là nó ăn xương. Không phải là cái gì cũng nó tự dưng là bỏ đi này không có. Nếu mình có đi thì mình cũng nói là em đi đó cho mình đừng có lo. Còn cái này đi mà điện thoại mà đổ chung mà không bắt máy mới tức. Có biết ai lường gạt không? Chung là cái bữa đêm đầu mình tiên nhắn tin đó. Là nhắn chắc chiều nhắn con em đã tới nhắn mà chị như vậy có làm mồm vậy cái rồi. Là tôi không nói rồi không nhắn đấy hả? Mới nhắn điện thoại nhắn tới nhắn lui không? Có nhắn tới hay nhắn qua nhắn lại? Một ngày chắc chừng một khung giờ nó nhắn chỉ cỡ 5 phút thôi. Chứ không có nhắn nhiều. Có nhắn là mẹ đang ở đâu hay là không nói được. Thì ngày qua là nhắn sao con nói chú nghe coi. Nhắn kêu để cho mẹ sống hay sao á. Chuyển tiền ngân hàng qua cho tôi. Bị cho vợ tôi đứng tên tiền ngân hàng của tôi đó. Nhiều không? 170 triệu. Là nhắn là ai chuyển tiền qua cho ai? Nhắn là vợ. Còn mẹ đứng tên á là em để cho anh vợ em đứng tên tiền ngân hàng của em đặng gọi là cái tiền dư, tiền tiết kiệm đúng không? Tiền tiết kiệm là mình lấy cái thẻ là mình rút cũng như rút xí nghiệp là trước đây gọi là trước đây là vợ anh đứng tên. Nhưng mà giờ vợ anh nhắn tin là muốn nhượng lại để cho anh đứng tên. Còn nhắn cho mẹ nữa. Mai mốt mà mẹ về mẹ là con trai nhắn như vậy. Quyền qua cho ba mày đứng tên. Vợ anh hiện nay là theo anh được biết được là trong người trước khi đi là có tài sản gì nữa ngoài chiếc xe Honda? Vàng vòng trên bạn. Vàng vòng có vợ đeo trong mình thôi. Vàng vòng nhiều không? Chừng cây mấy. Tiền trong tài khoản hoặc tiền mặt có không? Không, chỉ là không có. Tiền có tài khoản có. Đi làm xí nghiệp đó. Thẻ cô không có tiền luôn, nhiều rút hết. Thế còn 170 triệu là tiền gì? Tiền của em là hồi đó đắt vô quy hoạch. Nhưng mà giờ ai giữ? Bà vợ giữ. Vợ đang giữ gì? Giữ thẻ thôi, cũng cuốn sổ này em đợi cho ngân hàng thôi. Ngân hàng. Cũng như đứng tên á. Đứng tên cái sổ mình nữa. Sổ chứ bây giờ thẻ không có rút được đúng không? Giờ cái thẻ là mình rút tiền lãi mình ăn thôi. Còn tiền gốc là mình có sổ xuống rút mới được. Vậy từ xưa nhà anh vẫn giao tiền cho vợ hả? Giao trời. Mình như làm một tháng là ví dụ được 5 triệu, 10 triệu là về đưa hết cho vợ. Em làm thì hàng tháng là xe tải, hàng tuần xe tải trong gia đình. Là anh đưa hay là mình tự mình mua chi tiêu? Anh em để đó với đưa để đó muốn lấy xài nhiều xài. Đó là hai vợ chồng là cứ tự biên tự diễn này đúng không? Không ai cấm cản thì phải không? Tiền em là đưa cho vợ đồ tiền lớp, tiền đi đám đi tiệc, còn tiền vợ thì chơi hụi chơi hàng. Vợ anh thời gian gần đây có ăn mặc đẹp không? Thì nên bà thay đổi không? Giáng giờ thì cũng phải có ăn mặc đẹp rồi á. Không đồng ý là như vậy đâu, bây giờ thì phụ nữ mà. Đa số là ai cũng thế. Nhưng mà anh thấy cái thời gian gần đây là có hay mua đồ nhiều này hay hết lắm. Vợ em thì hay là trang điểm nhiều mà hay đi lại bất thường không? Không. Chỉ là có trang điểm phấn son vậy thôi. Bây giờ em phân tích cho anh nghe cái cuộc trò chuyện của anh là cũng hơn 10 phút rồi. Em được nghe cả từ 2-3 người, là từ anh và anh rể, à quên anh vợ, đúng không? Và cả con trai. Em nghe câu chuyện này em có cảm giác là vợ anh đôi khi là buồn anh chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng đôi khi giận con mà nhiều khi nói không được. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là đôi khi là anh không phải là anh làm công ty cùng với vợ, mà anh lại làm ngoài. Một người làm trong, người làm ngoài. Đồng ý là có giờ nhiều điều nó rất lợi thế, nhưng có nhiều cái nó rất bất lợi. Anh hình dung bất lợi là thế này này. Đôi khi là vợ anh nhiều khi trò chuyện hoặc vô tình, em nói vô tình, bây giờ xã hội bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra.
Vợ anh ở trong đó là dù rằng năm nay là ngoài 40 rồi, nhưng trong đó ví dụ như là ông nào 35, 40 hoặc 45, 50 mà vợ anh biết rõ người ta hoàn cảnh, điều kiện, hoặc đôi khi người ta bỏ vợ, bỏ chồng, hoặc là vì cuộc sống có thể là ly thân, ly hôn, hoặc nhiều lý do khác người ta không sống với nhau, không hạnh phúc. Người ta tiếp cận vợ anh trò chuyện 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 1 năm. Đến giờ phút này vợ anh mới đi như vậy. Còn vợ anh nói là đi chuyển tiền để đóng hụi cho chị gái. Chuyển cũng có thể là có, nhưng đó là chỉ là một cái cớ thôi. Nếu để mà bắt cóc hoặc mất tích mà một người phụ nữ to này, cả một chiếc xe Honda nữa, mà cả chiếc điện thoại nữa, mà trên đường quốc lộ ở tất cả các tỉnh hiện nay thì không bao giờ xảy ra. Không bao giờ có tình trạng mà bắt cóc cái kiểu này. Anh hình dung không? Bắt cóc là ví dụ anh có nhiều tài sản, người ta bắt cóc để tống tiền, hoặc bắt những đứa trẻ để bán cho người khác. Nó giống như cái vụ hôm nọ là cô gái bắt hai đứa trẻ đưa vào chung cư ở quận 1 đó, đường Hoàng Nguyễn Huệ. Đó là khác. Không ai bắt cóc một bà già này. Vợ anh lẽ ra là cái tuổi này là có thể là làm bà ngoại, ngoại bà nội rồi. Đúng không? Đó, đồng ý là tuổi vợ anh là tuổi này so với tuổi nó có thể trẻ hơn đó. Tính tình nó thì chắc nhiều em chung nói chắc không có đâu. Là sợ có bắt cóc thì không sợ bắt cóc mà sợ nó thôi. Nó có cái đường dây nó đi hoài lúc trước thì thường là nó cũng dậy hay học nó có điện, nằm điện hoài hà. Là vợ anh điện? Nhỏ nó điện về hoài hà. Số bao nhiêu anh? Số là số đầu không mấy. Này, em không có tới điện thoại của vợ mình đâu có coi tới. Mạng nước ngoài chuyển gửi về hay sao? Đó là bạn hồi đó làm chung cũng trong xã mình đi ra ngoài nó làm được năm rồi. Nhưng mà bây giờ là người ta thường xuyên là gọi điện cho vợ anh. Ừ. Sao anh biết? Bị làm chung đó, bị vợ. Bây giờ người ta còn làm việc đó. Còn làm bên nước ngoài. Bên nước ngoài là ở đâu anh? Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Singapore. Trên em đi ra nước ngoài làm. Em không có cho. Là vợ có ngỏ ý là muốn đi nước ngoài. Nói nhà có anh cho em hỏi một câu chuyện tế nhị này. Vợ anh làm hiện nay là lương tháng bao nhiêu tiền anh biết không? Lương tháng 9 triệu mấy. 9 triệu mấy mà anh cũng trên dưới 10 triệu nó được không? Anh được trên dưới 10 triệu không? Anh em à. Dạ. Em làm ngày 450 á. Nói chung là trên dưới 10 triệu nó thì hai vợ chồng 20 triệu. Mình làm hồ thì bắt bên tháng có tháng không sau. Em hiểu điều đó. Có thể là 10 triệu, có thể là 5, 7 triệu, có thể là 2, 3 triệu. Nó mình sợ nhiều khi nó nghe lời nó dư người ta, nó dụ dỗ người ta, nó có cái đường dây đó, nhiều khi mình sợ cái đó thôi. Cha mẹ mất hết đến giờ, còn đất khác thì cũng rộng lắm. Nói chung là hiện nay thì kinh tế thì ổn, không giàu nhưng mà không thiếu, đúng không ạ? Vợ anh này bây giờ là em đang nghe là cái câu chuyện này mà vợ anh chia sẻ anh thế này ấy, là đang bật mí là muốn đi nước ngoài. Người bạn nào đó Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore là nó nói chung là đại loại nước ngoài. Chính là vợ anh đang nuôi ý tưởng. Mà đặc biệt là bây giờ đến thời điểm này vợ anh có thể rất buồn về chuyện gia đình, đặc biệt là về con. Vì vậy vợ anh đi luôn để gọi là khuây khỏa cái nhất cái này kiếm tiền. Đó. Nhưng mà đi này là em nói thật với anh là đi là lành ít giữ nhiều. Những người phụ nữ Việt Nam mình hoặc tất cả các chị em hoặc tất cả kể cả các anh trai, các em trai ở Việt Nam mình mà nếu mà đi nước ngoài mà không được sự đồng ý, đồng thuận của gia đình, mà không có sự tham khảo nha, mà không tỉnh táo là lành ít dữ nhiều. Đó. Đi được nhưng không về được. Dạ. Đến khi mà biết là hối hận rồi. Đó là nói chung có nhiều gia đình giúp ráng giúp cho em rồi tìm vợ về cho nó cho nó lo con nó hai đứa rồi thôi về cho để vui hẳn. Anh và vợ là hoàn toàn, anh khẳng định là hoàn toàn là hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Không có bao giờ có chuyện gì xảy ra. Gây lộn, cái lộn thì có thể có nói đúng chung không? Thì nó thương vợ nó lắm mà nói chung thì nó hay cái đường ông mà hay về hay nó hay nói nhiều những cái nói chuyện không cọc cằn không lo cho vợ con như vợ con kiểu nó không có quan tâm đó. Có nhiều người ta rất khéo đôi khi người ta những cái lời nói nhắn tin nè đọc xong mẹ mày mới nhắn tin nghe đi đọc đi chữ nhỏ quá không có thấy đường nhắn sao đó đọc lên cho chú nghe. Em xin lỗi anh và con em không biết trước em xa con và anh như vậy đâu anh rằng lậu cho hai con nhen anh em nói rồi em đi không biết trước không lấy gì trong nhà và sao anh nói em lấy tiền vàng đi chứ tao có nói đâu ngày tao nói kiểu có coi đó
chưa có đăng gì hết. Chưa đăng hết là chưa kiểu, có đăng gì hết. Cầm ngày hôm qua nó nhỏ cháu nó đăng điên vậy cho Út nó đừng trả lời về biết không? Chứ tôi từ nào tôi có biết viết cái điện thoại hả? Này hai vấn đề nguyên nhân chắc chắn luôn. Và anh một là đi theo người đàn ông khác chắc chắn. Hai là bị người ta dụ. Để sang nước ngoài. Tin tưởng như... Nhưng mà đây là chỉ có hai nguyên nhân thôi. Nhá. Vì vậy nên gia đình mình có hướng. Nếu như thực sự bị người đàn ông khác thì người đàn ông đó là tin ở đâu? Đâu có, đâu có khi nào đâu. Giao tiền ngân hàng là cho anh đứng giữ đâu. Nghe mình cần biết phải tin mà. Tưởng phải giao phải không? Phải như em từ nào? Vậy là vợ anh mới nhắn tin rồi đúng không? Mới nhắn tin này. Đó. Vậy là vợ anh đang hiện trong tâm trạng là hết rất tỉnh táo. Em thấy những dòng tin nhắn như vậy là rất tỉnh táo, hoàn toàn là người một người không bị u mê gì đâu. Nha, và anh rất có nhận thức. Anh có thể anh gọi điện cho vợ được không? Gọi không có nghe. Điện không có bắt máy. Đột nhưng người khác gọi thì ông nghe không? Không luôn, cả tâm truyền luôn, miệng người khác là điện không có ai bắt máy hết. Anh em là điện cũng không bắt máy luôn. Anh mong muốn nhất điều gì hiện nay? Giờ mong vợ về với nuôi hai con. Anh thì thấp tấm hình chứ. Thấp hình chứ. Mình mong muốn là vợ quay về. Vợ chồng có gì giải quyết đúng không? Thì vợ chồng thì về có gì thì cũng thông cảm, có đi lỡ đi thì thôi về cũng về. Đi thì về thông cảm nhau, sống chung nhau rồi nuôi cho hai con rồi. Chứ về cũng... Bây giờ mẹ một nơi, con một nơi, chồng một nơi thì nó thực sự là cuộc sống cũng tuổi này rồi đúng không? Cũng rất khó, phải không ạ? Không phải còn nhỏ nữa. Bây giờ để mà xây dựng hoặc là để mà cưới hoặc là lấy hoặc ở hoặc chia tay thì thực sự là câu chuyện này phức tạp. Đúng không ạ? Các con hiện nay là con anh cũng rất lớn rồi. Đâu phải còn nhỏ một vài tuổi đâu. Đúng không? Anh gọi thử xem mà liệu có nghe không? Điện không có bắt máy. Anh gọi thử xem. Hôm qua nhỏ cháu nhắn nói sao Út gom vàng của Út đi hết. Nói mày nhắn điên vậy Út mày nhiều khi trả lời về cái nói tao nhắn điên nhắn khùng đi. Từ ngày nào em không có biết viết tin nhắn. Gọi điện đi, anh gọi điện đi. Bấm gọi điện đi nào. Nhìn chưa? Giờ chữ nhỏ không thấy đường, những ngày lớn rồi. Sao mà không xài điện thoại cảm ứng, nhìn số nó dễ, chữ to hơn. Xài không có thành, viết đi làm hộ rớt cũng bể. Chuông reo không bắt máy. Có chuông không? Có chuông reo không bắt máy. Nói chung ở đây là mỗi một người là có một cái hoàn cảnh khác nhau. Không ai giống ai. Đúng không ạ? Người tìm con, người tìm vợ, người tìm chồng. Nhưng mà vợ anh nếu đúng thực sự đi này là vợ anh xác định suy nghĩ kỹ rồi. Chứ một người phụ nữ không lông nổi đâu. Thì nói chung lúc trước thì cũng vậy, cũng có nói rồi mà em ở nhà thì gia đình anh em nó cũng la nó chữ nó mày ở đây mà đi đâu. Nó tại nó nói với chồng chứ nó đâu có đi. Đó là chưa đi thôi. Ừ, nhưng bây giờ là đi thật. Rồi anh mời anh. Mời anh trai. Gì anh là sao? Anh vợ hả? Để đi. Anh vợ của... Anh cho biết là anh tên gì? Anh tên Tẻn, Nguyễn Văn Tẻn. Tẻn hả? Tên ngày xưa các cụ đặt ngộ ngộ ha? Dạ. Bây giờ thời giờ đặt tên là đẹp, dễ nghe. Dạ. Đúng không? Nhưng mà tên ngày xưa là đặt nó nhiều cái tên là khó dịch. Dạ. Anh cho biết là anh vợ hả? Anh vợ của em cầm tin. Cái thời gian gần đây là anh thấy em gái anh chia sẻ về cuộc sống của gia đình không? Thì nói chung thì chia sẻ thì nói chung thì nó cũng kể thì con nó vậy đó. Thì chồng thì nói chung kiểu cũng vô tư, kiểu không có quan tâm vợ nhiều. Không ngọt ngào, nói chuyện không ngọt ngào đó thì nó kiểu cũng buồn. Anh biết rằng người chân quê á, mà đặc biệt là người lao động. Yeah. Là người ta sống em rất thật. Vì vậy cho nên để những lời nói những lời ngọt ngào mà yêu thương ấy, kiểu bay bướm ấy, là rất khó. Anh, chào. Không phải là người ta không lấy tiền ngân hàng. Thất thương nhưng mà để nói chuyện như vậy rất khó. Đúng không ạ? Mình không quen. Kiểu mình sống như vậy là mình quen rồi. Mình thấy là như vậy là mình tốt, mình không có làm gì sai. Cho nên mình nói chuyện bình thường. Đó, nhưng mà đôi khi là vợ ra ngoài nè, thấy một số người khác người ta nói chuyện là ngọt ngào hơn. Đúng không ạ? Nói chung thì chuyện vợ chồng sống mà. Anh bây giờ này, anh là anh vợ, anh có điều gì anh muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là em gái anh xem được. Nói chung thì anh của Ngọc Thân, của bé thôi, còn em cũng xem cái video này, thôi em cũng thương anh chồng con đi, thương anh chị rồi anh chị nhà cũng lo dữ lắm.
ăn không được ngủ không được, thôi em cũng về đi, về chăm sóc con cái rồi nó lớn rồi, về cứ vợ luôn, cứ vợ nó là này nó cũng lớn rồi, em về đi, cái gì thì cũng bỏ qua hết, em có làm lỗi gì thôi em cũng chồng con rồi anh chị rồi cũng bỏ qua, em về chăm sóc cho con. Tuổi này lẽ là sắp ăn nhà rồi đó, đúng không? Con cái trưởng thành lẽ là chuẩn bị ăn nhà đâu. Nhưng tình khi em chết về quan tài cho anh. Vợ nhắn sao? Để cho con đọc đi. Vợ nhắn gì? Anh yên tâm, em không lấy tiền ngân hàng đâu. Trước khi em chết em về quỹ quyền lại cho anh và con. Vậy thôi. Không chắc. Vợ anh đang chắc cái chắn là có thể là gặp một biến cố gì á. Nhắn nữa. Gặp biến cố gì nữa. Kiểu mấy người đó nó nhắn bữa nay chắc nó... Còn tiền với vàng giấy tờ đó em bỏ trong tủ. Vậy là để vàng ở nhà. Đã giờ em đi em tin tưởng mà anh đâu có lấy gì đâu. Nhưng mà hiện nay là vợ anh chia sẻ là vợ anh đang để ở nhà. Vàng. Chút nữa anh về anh kiểm tra lại. Vàng đó, vàng riêng, còn vàng đó của nó đeo thì trong mình đó thôi. À, có là không lấy của gia đình đi thôi, chứ còn của vợ là vợ vẫn cầm đi đúng không ạ? Cầm đi. Thì vợ chồng mình thương nhau, mình biết cái tánh vợ mình sao. Mà anh hãy nói một điều gì đó, tình cảm nhất dành cho vợ. Chứ giờ thương vợ, mong vợ về chăm sóc cho hai con. Mày có tha thứ cho nó không? Có gì thì tha thứ. Mày là làm gì? Bỏ hết. Khổ thật, nửa đầy người đúng không? Yeah. Không ai ngờ được lại rơi vào đúng hoàn cảnh gia đình. Cầm tấm hình, thầy ấy là cầm tấm hình đó. Mời con trai em là bé nói điều gì đó để cho mẹ. Còn cái hy vọng là mình có trước đây mình có sai gì á, mình có làm gì mà để cho mẹ buồn, thì nói chuyện rõ đây để cho mẹ hiểu và hứa là sửa sai từ nay giờ đi là sẽ sống tốt để có thể yêu thương mẹ nhiều hơn. Con chỉ muốn là mẹ về với con với ba thôi, còn bao nhiêu lỗi lầm của con thì mẹ về đi, có gì là con sửa sai lại. Mẹ hứa là từ nay đừng có làm gì sai, buồn hứa từ nay sẽ không làm gì sai cho mẹ buồn nữa. Thật sự cái câu chuyện này rất đáng tiếc đúng không ạ? Một cái câu chuyện rất nhỏ, lẽ ra mình ngồi lại nói chuyện với nhau, phải không ạ? Cả gia đình ngồi lại nói chuyện với nhau thì một cái câu chuyện giải quyết nó không có gì khó. Nhưng đến giờ phút này một người đi đâm cả gia đình, cả bên nội ngoại hai ba bên đúng không ạ? Mất công mất việc, phải bỏ công bỏ việc để đi tìm mà hiện nay cũng chưa biết là thông tin đang ở đâu. Đó, chỉ nhận được những dòng tin nhắn này hiện nay là chưa biết thật giả của gì, phải không ạ? Đội gia đình mình hôm nay về đây nhờ anh em chị Dương ghi hình nhận đăng tin để tìm người thân và đặc biệt là tìm vợ và tìm mẹ và tìm em. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng sau không? Dạ đồng ý. Đồng ý không? Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý hả? Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái này đang sinh sống hoặc đang đi ở phương trời nào, hoặc đang ở quán, hoặc đang ở nhà nghỉ, khách sạn hay đang ở đâu đó, thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em sẽ tìm cách để giúp chị gái này có thể quay trở về cùng gia đình để nói chuyện với nhau. Dạ cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.